Con xin hỏi về nhân quả. Ví dụ một người làm ác như con cắt cổ gà chẳng hạn, thì ngay lúc đó có từ trường ác tương ưng sẽ cho tái sanh một con gà khác để chịu quả khổ bị người khác cắt cổ. Nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác của con gây ra, thì làm sao con sợ mà con cắn làm điều ác nữa? Con hỏi câu hỏi này thì như thế này: nếu mà quả chăng mà con biết á, thì Đức Phật đâu có nói rằng vô minh. Hiện giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta là những người vô minh không biết. Nhờ thầy nói mấy con mới biết là những cái từ trường đó nó tiếp tục nó sanh, như là con cắt cổ con gà chết. Tức là những cái quả đau khổ của con gà đó, trong đó nó có cái nhân của con gà. Các con, cái quả của con gà đau khổ. Còn cái hành động ác của con á, là cái hành động ác con giết con gà, đó là cái nhân của con mà tạo con gà chết. Vì vậy mà cái quả của con gà chết nó sẽ có cái nhân của hành động của con trong đó. Con hiểu không? Cái nhân đó nó tương ưng, nó thành là một con gà để hay nhiều con gà khác nữa, nó sẽ trả cái quả mà con đã cắt cổ con gà bằng cái hành động ác của con. Nhưng mà con đâu biết. Nếu con biết thì minh là sao? Mà minh thì con có cắt cổ con gà nữa hả? Còn thấy Đức Phật nói con người vô minh, cho nên chúng ta làm mà chúng ta không biết gì hết. Cho nên những con gà chết đó là do ai làm ra con gà đó, do chính hành động ác. Nếu mà con minh chắc con không làm cái hành động đó. Con hiểu không? Cho nên vì vô minh con mới làm những hành động đó. Bây giờ Đức Phật mới dạy cho chúng ta hiểu, hiểu như thật để chúng ta không làm nữa. Không làm nữa thì đâu có con gà bị chết nữa. Thì con hiểu điều đó. Nếu mà không có Phật nói cái sự thật, sự hiểu biết như thật, thì chúng ta biết đâu là nhân là quả. Nhờ Đức Phật dạy chúng ta mới biết, và nhờ Đức Phật dạy chúng ta mới biết chuyển đổi nhân quả. Do đó chúng ta không làm hành động ác. Cho nên ở đây con nói như vậy là con gà trả cái quả đó bằng của con, mà con gà có chính con đâu có biết. Cho nên con cứ mặc sức mà giết, thì rõ ràng là do vô minh mới có những nỗi đau khổ đó. Trước cái chết của con gà, con nhìn thấy, con nắm cần cổ nó, rồi con nhổ cái lông cổ nó, rồi con cắt nó giải dụa, con cứ kìm chặt, con cắt cái sức của nó đối với sức của con thì nó quá yếu, cho nên con kìm chặt là nó giải dụa không nổi, cho nên nó chịu chết trong cái sự đau khổ của nó vô cùng. Nhưng khi mà Đức Phật dạy chúng ta khởi cái lòng thương yêu, chúng ta thấy sự sống chết của con gà, chúng ta đau xót vô cùng, phải không? Còn nếu mà không có Đức Phật dạy cái tâm từ bi của chúng ta thì chắc gì mà chúng ta thương yêu, nghĩa là giết người được, cướp của người ta vẫn giết được, huống hồ là con gà người ta cần giết gì con vật nhỏ mọn gì. Các con thấy chưa? Cho nên các con thấy người ta khi mà người ta giết người ta cũng thấy như giết một con vật nhỏ mọn gì thôi. Chỉ cần lấy một chỉ vàng hoặc là một triệu bạc, người ta vẫn cầm cái dao người ta đâm người ta chết như thường, đâm nhiều nhát, mặc dù người đó chắp tay cầu xin đừng có giết họ, nhưng chúng ta vẫn giết. Các con thấy, cho nên đó là sự vô minh. Nhưng người ta đâu có ngờ những cái hành động ác đó lại là trở lại làm những con người để bị người khác giết, phải không? Cho nên nếu mà minh thì chắc không có điều đó, cho nên Đức Phật nói là vô minh. Cho nên câu hỏi con là như cái hành động ác đó thì làm sao con không biết? Con không biết đó là từ con gà của chính con, hành động ác của con mà chính thành ra những con gà đó, con không biết. Cho nên con không có, nó đâu có đau đớn gì đối với con đâu, cho nên con cứ làm. Như vậy rõ ràng là từ xưa đến giờ mọi người đang làm là vì vô minh, người ta cũng không biết. Còn bây giờ biết rồi mấy con nghĩ sao? Mấy con có dám làm không? Bây giờ các con biết rồi thì bây giờ mấy con còn nỡ cầm dao cắt cổ con gà? Khi các con khởi lòng thương yêu, sự đau khổ của con cũng giống như sự đau khổ của con gà. Lúc bây giờ con cũng nghĩ cái sự giải dụa của con gà cũng giống như mình bị ai mà đâm mình giải dụa, mình đau đớn. Thì nghĩ xét như vậy thì con có nợ tâm nào mà cắt cổ con gà hay đập đầu con gà? Do cái sự hiểu biết, tức là cái sự hiểu biết gọi là minh. Con hiểu không? Minh thì không có thể nào mà vô minh, làm những cái việc ác bằng vô minh được nữa. Cho nên câu hỏi nó coi như là những cái nhân quả nó không ăn nhập gì với mình đó. Cái con gà chết nó đâu có ăn nhập gì với mình đó. Có phải không? Nó đau khổ, nó giải dụa, nó chết, chứ mình có ăn thua gì mình đâu. Cho nên mình cứ làm đó là vô minh. Nhưng khi mình minh rồi thì mình biết nó có sự liên hệ, có sự liên hệ trong nhân quả. Mình sanh ra cũng từ trong nhân quả, con gà cũng sanh ra trong từ nhân quả, thì nó có sự liên hệ. Nhưng mà sự liên hệ nó có cảm giác thọ là cái thọ, chứ nó có phải là cái thọ của chính mình đâu. Con chắc bây giờ con gà đau đớn đó, giải dụa đó, tôi cũng phải đau đớn giải dụa thì mới thật là tôi trả quả, có phải không? Nhưng các con cứ nghĩ
khi các con cầm cái dao mà các con gà cướp cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra một con gà là đủ không? Cái hành động ác của các con phải trả cái quả, thân con sẽ bị đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dầm hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con tì da rất dãi đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu, một nhân nó đâu có nghĩa là một quả, mà nó nhiều quả, nó nhiều quả trong đó. Con hiểu, bởi vì nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc, mấy con mới cảnh giác cho mình. Một cái hành động ác là một cái nhân thì nó sẽ có cái nhiều quả khổ. Cái quả khổ, từ trường quả khổ đó đi tái sanh tiếp tục để trả cái hành động đó, cái quả đó. Và nó còn tiếp diễn những cái quả khác nữa. Trái lớn, trái bé, trái chua, trái chát, chứ đâu có nghĩa là có một lần. Cho nên nhìn nhân quả thảo mộc mà hiểu được nhân quả con người chúng ta mới gọi là minh. Còn nếu không có chứng cứ như vậy thì chỉ có trí tuệ tâm minh. Nhưng mà cái người có trí tuệ tâm minh thì người ta đã thấu suốt nhân quả rồi, thì người ta đâu, người ta minh được, người ta đâu có làm điều ác nữa. Cho nên hôm nay câu hỏi của con là coi như nó không có liên hệ. Con gà khổ nó có liên hệ với mình, người bị khát cắt cổ. Nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác của con gây ra, thì làm sao con sợ mà tránh không làm điều ác nữa? Bây giờ hiểu mới không tránh. Chứ nếu mà con đau khổ chắc con cắt cổ con gà, mà giờ tay con nó đau nhất chắc con không dám cắt cổ con gà. Có phải không? Con nghĩ rằng người khác cắt cổ con gà mà ở đây con đau nhất chắc con cắt cổ con gà. Nhưng sự thật không phải vậy. Con còn trả quả đau khổ đó. Bệnh tật, tai nạn xảy ra nè, nó đủ thứ cho con đau khổ. Khi hành động ác đó con không phải trả một quả đâu. Cho nên suốt cuộc đời con người khổ là do hành động nhân quả của chúng ta mà chúng ta còn khổ. Từ khi chúng ta tu theo Phật giáo, chúng ta chuyển nhân quả, nhưng chúng ta có thoát những cái quả khổ đâu. Nó giảm chứ chưa hẳn hết đâu. Cho nên thân chúng ta còn thân nhân quả, mà còn thân nhân quả thì chúng ta còn bệnh đau, còn đau khổ chứ đâu phải hết. Nay nhức cái vai, mốt đau cái chân, không phải là những cái dao cắt ở trong đó sao? Tha con hiểu. Thầy nói nổi cái răng thôi, mấy con già rồi cái răng mà nó sắp rụng thôi, nó cũng thấy khó chịu rồi. Nhai một miếng cơm, uống một miếng nước lạnh mà đụng vào cái chỗ đó như là tê buốt. Con thấy đó là cái nhân quả mà mấy con làm sao mà không. Khi con cắt cổ con gà, con thấy con gà dãy dụa đau đớn. Nhưng mà con không ngờ trong cái thân con sẽ thọ lấy những cái quả đau đớn đó, con không biết. Bởi vì thân con nhân quả nó phải cộng với sự đau khổ của nhân quả, chứ làm sao chạy đâu trốn khỏi. Trừ ra khi mình hết đau khổ là mình phải có đủ đạo lực. Cái đau trong cơ thể chúng ta có đủ đạo lực chúng ta mới đẩy lui được. Các con thấy niềm tin của các con thôi, và các con có sự tu tập để giảm đi những cái ác của mấy con rồi. Cho nên mấy con ác ý, mấy con đuổi được những cái bệnh khổ trên thân. Mấy con có thấy không? Nếu không có tu tập theo đúng Phật pháp ngăn ác dược ác, phỏng chừng mấy con có biết pháp như lý mà tác ý đuổi bệnh không? Chắc chắn là mấy con sẽ không đuổi bệnh. Tại sao mấy con cứ nay bệnh mai đau? Là có phần mấy con tu sai pháp đó. Chứ mấy con tu đúng pháp, giữ gìn giới luật nghiêm chính thì mấy con sẽ đuổi được. Mấy con tu tập mà tâm mấy con còn phiền não sân hận, còn trách cứ, còn phiền não người khác, thì thân mấy con không làm sao tránh khỏi sự quả đau khổ đó. Bởi vì tâm mấy con như thế nào thì thân mấy con phải chịu lấy những quả khổ đó. Tâm mấy con khổ đau, giận ngờ, phiền phái, trách cứ người này ác, người kia thiện, người này tốt, người kia xấu, thì mấy con sẽ bị quả, không mấy con không chạy đâu. Đó là cái phần tu. Còn quần đời thì mấy con biết người ta ác lắm, người ta ăn thịt chúng sanh nữa mà, làm sao người ta chạy khỏi. Còn chúng ta tu đó là giảm nhiều rồi đó, nhưng chúng ta cũng chưa tránh khỏi những cái quả đau khổ.